Xin chào tất cả bạn, tôi là bác sĩ Huy và tôi tới từ nha khoa Thùy Anh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề thẩm mỹ răng bằng phương pháp giả sứ vernier. Trong nha khoa thẩm mỹ hiện đại thì đây được coi là phương pháp làm đẹp xâm lấn tối thiểu, tức là sẽ can thiệp vào mô răng thật của bạn ít nhất. Miếng giả sứ vernier thì chỉ giống như một chiếc áo khoác lên bề mặt phía ngoài của răng. Nó có thể mang đến cho bạn một nụ cười tỏa nắng với cái thẩm mỹ tự nhiên nhất. Nó có độ bền cao này, không bị bong ra trong quá trình sử dụng, có thể cải thiện được màu sắc răng trở nên trắng sáng hơn và chống nhiễm màu trở lại. Nó cũng có độ tương hợp sinh học tốt đối với mô lợi. Tuy nhiên thì nó cũng có những chỉ định riêng và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về vernier các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đặc tính của miếng dán sứ vernier. Thứ nhất đó là về độ dày của miếng dán. Miếng dán thường có độ dày rất là mỏng, kích thước trung bình từ 0.3 tới 0.5mm ở phía mặt ngoài của răng và một phần phía rìa cắn. Các bạn có thể quan sát hình ảnh trên đây, miếng dán sứ có thể mỏng như một chiếc cáp visit hoặc thậm chí là mỏng hơn nữa. Với cái kích thước mỏng như vậy thì cái việc sửa soạn, tạo hình hay là mài trên răng thật trước khi mà thực hiện dán sứ sẽ là rất ít. Và đây là cái điều mà cả bác sĩ và bạn đều mong muốn hướng tới. Dán sứ không mài thì chỉ áp dụng trong một số rất ít các trường hợp răng thưa nhỏ. Khi đó thì yêu cầu đối với bác sĩ và kỹ thuật viên cũng sẽ khắt khe hơn rất nhiều. Đặc tính thứ hai đó là về cấu tạo. Thì ở Việt Nam hiện nay có hai cái dòng sứ thông dụng được sử dụng để chế tác vernier, đó là dòng sứ Emax của Đức và dòng sứ Lisi của Nhật. Đặc tính thứ ba đó là về độ cứng. Thì miếng dán sứ vernier có độ cứng trung bình khoảng 360 MPa. Cái độ cứng này sẽ gần tương đương với độ cứng của men răng, trung bình là từ 200 tới 300 MPa. Cái điều này sẽ tạo cho bạn một cảm giác ăn nhai như răng thật và không lo sợ vernier hay là răng thật bị mài mòn sau một thời gian sử dụng. Và đặc tính cuối cùng đó là đặc tính về màu sắc. Thì trong trường hợp bạn dán sứ một vài răng đơn lẻ thì miếng dán sứ vernier có thể mô phỏng lại chính xác màu răng của bạn thông qua việc so màu trực tiếp hay là so màu bằng máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng. Thậm chí là ngay cả bác sĩ cũng khó có thể nhận ra rằng bạn đang có miếng dán vernier khi mà nói chuyện trực tiếp với bạn. Trong trường hợp mà dán sứ trên nhiều răng cần thay đổi màu sắc của răng thì dựa trên cái màu răng gốc, cái màu da, màu môi và tuổi tác của bạn, và bác sĩ sẽ cùng bạn trao đổi và lựa chọn trên một cái bảng so màu sẵn có một cái màu phù hợp mà bạn ưng ý nhất. Miếng dán sứ vernier thì có thể bị bong ra hay là không? Có nhiều bạn khi nghĩ đến miếng dán sứ vernier thì điều lo sợ nhất đó là sợ nó bị bong, bị sút ra sau một thời gian sử dụng. Trên thực tế thì miếng dán sứ vernier là rất là bền vững. Sau khi được chế tác thì nó sẽ được dán lên mô răng thật của bạn rất là tỉ mỉ bằng những cái vật liệu dán trong nha khoa và hòa với mô răng thật thành một khối thống nhất gần như không thể bong ra được. Thậm chí là có nhiều học giả ví von vui rằng dù bạn có sử dụng một sợi dây, một đầu treo móc lên trần nhà, một đầu cố định vào miếng dán vernier và treo bạn lủng lẳng trên đó thì răng thật của bạn có thể rụng ra, chứ miếng dán vernier thì cũng không thể bong ra được. Nếu có một cái nguy cơ nào đối với miếng dán vernier thì đó là tại vị trí rìa cắn của các răng. Ở những cái vị trí này bạn sẽ cần hạn chế sử dụng những đồ ăn quá cứng. Nó có nguy cơ gây sứt mẻ và làm mất thẩm mỹ. Nhưng về cơ bản thì lực dán vernier là an toàn, bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Nó có thể đảm bảo cho bạn thực hiện được chức năng ăn uống trong đời sống hàng ngày. Như các bạn đã biết thì miếng dán sứ vernier có thể giúp thay đổi được màu sắc của răng, có thể giúp phục hồi lại hình thể của một hay nhiều răng. Vậy nó sẽ thích hợp trong những trường hợp nào? Tôi xin được kể ra 5 cái trường hợp cụ thể như sau. Trường hợp đầu tiên đó là răng nhiễm màu. Răng của bạn có thể bị nhiễm màu do sử dụng thuốc kháng sinh, nhiễm màu tetracycline, nhiễm màu fluor hay nhiễm màu do tuổi tác. Do miếng trám composite ở trên bề mặt răng lâu ngày bị đổi màu hay là những cái nhiễm màu ngoại sinh do thực phẩm, đồ ăn, đồ uống hàng ngày mà lại không đáp ứng với thuốc tẩy trắng. Răng cũng có thể bị thiểu sản men, trên bề mặt sẽ xuất hiện những cái lỗ rỗ
và xỉn màu. Trong trường hợp này thì bạn có thể thực hiện dán sứ ở trên một vài răng nhiễm màu, hay thực hiện dán sứ ở trên các cái răng phía trước hàm trên, hay là dán sứ ở toàn bộ hai hàm tương ứng với cái vùng lộ ra khi cười, thường sẽ là từ 16 tới 20 răng. Có một điểm quan trọng các bạn cần lưu ý, đó là mức độ nhiễm màu càng nặng thì cái phần men răng sẽ được mài đi trước khi thực hiện dán sứ sẽ càng nhiều, có thể lên tới trên 0.5mm. Thậm chí có một vài trường hợp nhiễm màu rất nặng thì bác sĩ khi đó sẽ có chỉ định bọc răng sứ thì mới có thể che được hết cái phần màu tối phía trong. Trường hợp thứ hai đó là răng thưa. Thì răng thưa thường gây mất thẩm mỹ khá nhiều khi các bạn cười lên, do nó tạo ra một cái vùng tối ở giữa các cái kẽ răng khi mà cười. Cái vị trí răng thưa thường xuất hiện nhất đó là ở giữa hai răng cửa giữa hàm trên. Để có thể đóng kín được khe thưa bằng cái mặt dán sứ veneer thì các bạn có thể hiểu một cách đơn giản như sau. Sau khi được tạo hình ở trên miệng thì miếng dán sứ sẽ được chế tác theo hướng đó là làm tăng kích thước theo chiều ngang, và chính cái việc làm tăng kích thước này sẽ đóng kín cái khe thưa. Như vậy thì cái miếng dán veneer sau khi được dán lên răng sẽ có kích thước to hơn so với răng ban đầu. Để răng không cảm giác bị to thì bác sĩ cần kết hợp với kỹ thuật viên để tạo ra những cái gờ nổi ở trên bề mặt răng. Những cái gờ nổi này sẽ phản chiếu lại ánh sáng và tạo cho người đối diện cảm giác chiếc răng nhỏ lại. Phương án này sẽ thích hợp với những trường hợp mà khe thưa nhỏ có kích thước dưới 2mm và răng ban đầu có hình thể nhỏ hay là bình thường. Với những trường hợp mà khe thưa lớn trên 2mm, răng ban đầu có kích thước lớn thì dán sứ veneer sẽ khó đẹp hơn. Trong trường hợp này, bạn nên tiến hành chỉnh nha để di chuyển các răng đóng kín lại khe thưa. Thời gian sẽ mất khoảng từ 1 tới 2 năm. Trường hợp thứ ba đó là răng bị dị dạng. Thì những chiếc răng dị dạng thường có hình chêm nhỏ và nhọn hơn so với các răng bình thường. Những chiếc răng này có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cung hàm, nhưng mà thường xuất hiện nhất ở răng cửa bên hàm trên, tức là vị trí răng số 2. Chính vì cái hình dạng mà nhỏ ngay từ đầu nên mà việc dán sứ veneer trên những răng này gần như sẽ không phải can thiệp trên răng thật trước khi dán. Trường hợp thứ tư đó là trường hợp răng bị sứt mẻ rìa và bị sâu kẽ. Với các răng sứt mẻ rìa thì yêu cầu bắt buộc đó là diện tích sứt mẻ phải nhỏ hơn 1/3 so với diện tích bề mặt thân răng. Khi đó thì mới có thể đảm bảo được cái diện tích dán dính và veneer không bị bong. Với các răng bị sâu kẽ ở răng cửa thì đây là một vị trí rất khó hàn, cũng như là sau khi hàn thì miếng hàn có thể bị đổi màu theo thời gian. Mặt dán sứ veneer cũng có thể được áp dụng trong trường hợp này và tạo ra một kết quả vĩnh viễn. Trường hợp cuối cùng đó là răng sau chỉnh nha. Chỉnh nha có thể giúp sắp đều lại các răng trong trường hợp răng bị khớp khểnh, bị lệch lạc, bị mó. Tuy nhiên nó lại không thay đổi được về vấn đề hình thể và màu sắc của răng. Do vậy mà sau chỉnh nha bạn cũng có thể thực hiện dán sứ veneer để có được một nụ cười đẹp hơn. Tiếp theo đó là trường hợp nào không thích hợp để dán sứ veneer. Đầu tiên đó là trường hợp răng bị chen chúc, lệch lạc nhiều. Thì với trường hợp này bạn nên tiến hành chỉnh nha hay là niềng răng để sắp đều lại các răng trước khi mà có ý định dán sứ veneer. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp răng có men yếu. Thì do là veneer bám dính chủ yếu dựa vào lực dán lên men răng, tức là lớp phía ngoài của răng. Khi mà men răng yếu thì lực dán sẽ giảm đi đáng kể, và do vậy mà tuổi thọ của miếng dán cũng sẽ giảm theo. Trường hợp thứ ba đó là trường hợp bệnh nhân có thói quen nghiến răng. Thì nghiến răng không những làm mòn răng thật mà còn nguy cơ gây nứt vỡ những cái phục hình trong miệng, trong đó có miếng dán veneer. Trường hợp thứ tư đó là trường hợp khớp cắn không thuận lợi, như khớp cắn ngược, khớp cắn đối đầu hay là khớp cắn chéo. Trường hợp thứ năm đó là răng có bệnh lý viêm quanh răng, thì cần phải điều trị hết viêm, sau đó thì đánh giá lại mức độ tụt lợi mới có quyết định dán sứ veneer hay không. Và trường hợp cuối cùng đó là răng bị sâu vỡ lớn, thì khi đó diện tích dán dính sẽ giảm đi đáng kể và dán sứ veneer cũng sẽ là không thích hợp. Có một cái thắc mắc được rất là nhiều bạn quan tâm, đó là giữa bọc răng sứ và dán sứ veneer thì cái nào tốt hơn. Tôi sẽ đưa ra một vài cái so sánh cụ thể để các bạn dễ hình dung. Thứ nhất đó là về độ dày, thì bọc răng sứ sẽ có chiều dày từ 1 tới 2mm ở xung quanh bề mặt các răng, và dán sứ veneer sẽ có chiều dày từ 0.3 đến 0.5mm ở mặt ngoài của răng. Thứ hai đó là về chỉ định,
thì cả hai đều nhằm mục đích thay đổi màu sắc cũng như là phục hồi lại hình thể của răng. Bọt răng sứ sẽ thích hợp hơn trong những trường hợp răng bị nhiễm màu nặng, răng có bề mặt men răng yếu hay là răng bị sâu vỡ lớn. Thứ ba đó là về tuổi thọ thì cả hai đều có độ bền rất là cao, có thể lên tới trên 20 năm. Cái điều quan trọng đó là bạn phải duy trì được một thói quen vệ sinh răng miệng tốt cũng như là tái khám nha sĩ định kỳ 6 tháng trên một lần. Thứ tư đó là mức độ ảnh hưởng tới khớp cắn. Khớp cắn được hiểu đơn giản đó là sự tiếp xúc giữa hàm trên và hàm dưới sao cho hài hòa, tránh những cái lực quá mạnh lên răng cũng như là bộ máy nhai. Thì veneer chỉ can thiệp vào phía mặt ngoài của răng, do vậy mà gần như nó không có sự ảnh hưởng tới khớp cắn và bạn sẽ không cần phải làm quen với loại phục hình này. Ngược lại, với răng sứ thì đặc biệt trong trường hợp bọc nhiều răng, bạn sẽ cần một thời gian thích nghi dài hơn. Cuối cùng đó là khả năng ảnh hưởng tới tủy răng, thì bọc răng sứ mài đi một lượng men răng lớn hơn so với cả veneer, do vậy mà khả năng ảnh hưởng tới tủy răng cũng như là e-boost sau khi gắn sẽ cao hơn. Quá trình thực hiện dán sứ veneer như thế nào? Bạn sẽ trải qua 3 đến 4 buổi hẹn với cả bác sĩ. Ở buổi hẹn đầu tiên thì bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám, chụp phim X-quang để xác định tình trạng răng ban đầu và nhu cầu của bạn. Bác sĩ sẽ tiến hành lấy mẫu, chụp ảnh để phân tích nụ cười. Từ cái mẫu hàm và hình ảnh có được thì bác sĩ sẽ thiết kế nụ cười trên máy tính. Sau đó sẽ kết hợp với cả kỹ thuật viên để tạo ra mẫu WhatsApp bằng cách là thêm sáp vào cái mẫu hàm ban đầu. Đây là cái mẫu mà sẽ mô phỏng tương đối cái kết quả điều trị sau này. Quá trình này diễn ra mất một vài ngày. Ở lần hẹn thứ hai thì bác sĩ sẽ trao đổi chi tiết hơn với bạn về kế hoạch điều trị cũng như là những điều trị bổ sung. Thực hiện mock-up, tức là chuyển hình dạng răng từ mẫu WhatsApp đã làm trước đó lên trên miệng. Sau đó sẽ cùng bạn đánh giá lại thẩm mỹ. Khi những cái yếu tố về hình dạng, màu sắc và cung cười được thống nhất thì bác sĩ sẽ thực hiện việc mài và tạo hình bề mặt của răng, sau đó là lấy dấu và làm răng tạm cho bạn. Bác sĩ cần kết hợp và trao đổi với các kỹ thuật viên làm sao để tạo ra được những miếng dán veneer có độ kín khít, có độ trong tự nhiên, hình dáng và màu sắc thể hiện được cá tính của bạn. Bạn sẽ mang răng tạm trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày hoặc là lâu hơn, tùy thuộc vào số lượng răng veneer được dán. Lần hẹn thứ 3 đó là tiến hành lắp mặt dán sứ veneer cho bạn. Bác sĩ cần gắn thử trước để test cái mức độ hài lòng của bạn về mặt màu sắc, hình thể của răng. Khi mọi thứ đã ok thì bác sĩ sẽ tiến hành gắn vĩnh viễn cho bạn. Quá trình gắn diễn ra khá là tỉ mỉ và sẽ mất từ 10 đến 15 phút trên một răng. Ở lần hẹn thứ 4, sau khi gắn khoảng 1 tuần thì bạn sẽ quay lại phòng khám để kiểm tra và có những cái điều chỉnh nhỏ nếu cần thiết. Ở buổi hẹn này thì tôi cũng thường chụp những bức ảnh để ghi lại nụ cười của bệnh nhân sau cùng để làm kỷ niệm. Các cái vấn đề có thể gặp sau khi dán sứ veneer là gì? Đầu tiên đó là bạn có thể bị viêm lợi do là tình trạng chất gắn còn dư bám quanh cổ răng. Bạn có thể bị e-boost răng do là miếng dán không được kín khít. Veneer cũng có thể bị sứt mẻ hay là bị bong sút. Thực hiện dán sứ veneer thì đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao hơn so với kỹ thuật bọc răng sứ. Việc lựa chọn cho mình một bác sĩ hay là một cơ sở y tế có uy tín sẽ là vô cùng quan trọng, sẽ giúp bạn tránh được những cái vấn đề mà tôi kể trên. Trên đây là những kiến thức cơ bản về mặt dán sứ veneer. Hy vọng những bạn mà có ý định thực hiện dán sứ veneer đã có được cho mình những thông tin hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau. Tôi, bác sĩ Huy tới từ Nha khoa Thùy Anh.